Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tú Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái video mới nhé. Và video của Tú Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị thích sản phẩm nào thì cô vui lòng inbox giùm em cái mã của sản phẩm đó qua Zalo, số điện thoại hoặc là nhắn tin cho em nha. Và ngày đầu tiên và ngày hôm nay đó là một cái con chéo tu rua ha, đeo chéo ha, ở này là đeo vai và mình tăng đưa dây thì mình có thể đeo chéo và xách tay được ha. Và kích thước của con này bề ngang là 30, cao là 28 ha, cái bề dày của nó là 10 ha, bề dày của nó là 10 đó, như thế này ha, đẹp nha mọi người ha. Độ mới là trên 90%. Dây da phối hợp với chất liệu làm dây bố ha, vây bố ha. Và đây là tua rua ha, tua rua bằng da thật ha. Và đây khoen khóa còn rất là ok ha, khoen khóa rất là ok, khoen khóa rất là ok ha, có miếng tết da thật của mình luôn đây, miếng tết da thật ha. Và đây là cái dây ha, cái dây của nó, đây là mấy con ốc ha, còn sáng chói ha, đây mấy cái đinh này còn sáng chói ha, da thật tua rua. Và phía sau có một cái ngăn đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp ha, bên trong lớp vải sạch đẹp. Và đây là bên trong ha. Bên trong được hai ngăn. Ha, hai ngăn nhỏ đây và một ngăn bự. Được hai ngăn bự ha, được hai ngăn bự. Và phía có một cái kéo miệng ha, ở giữa ha, rất là rộng luôn á mọi người. Và đây có một cái kéo miệng đó ha, kéo miệng để những đồ vật dụng nhỏ nhỏ ha. Ở trong mà sạch đẹp nha mọi người ha, bên trong sạch đẹp ha, lót sạch đẹp. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã đeo vai tua rua bò ha, 1900 550k. Và kế đến là một cái túi này ha, một cái túi xách tay ha, xách tay cái độ mới trên 75% ha, nó bị sờn một chút xíu vào chỗ này ha, đó, dí vào chỗ này nó sờn một chút xíu ha. Thương hiệu ha, Vicotta, thương hiệu Vicotta. Bề ngang của nó là 30, cao là 25 ha, cao 25. Cái bề dày của nó là 11 ha, bề dày của nó là 11. Cái màu này màu hơi nâu nâu nha mọi người ha, xách tay như thế này, thương hiệu thì còn sáng bóng ha. Đây mình mở ra đây có một cái hít 500 nó bị oxy hóa một chút xíu. Và bên trong đây nó lót vải ha, lót vải sạch đẹp ha, bên trong lót vải sạch đẹp, cái thương hiệu Vicotta luôn.
có một cái nút 500 này nó hít lại ha. Và đây có một cái khóa kéo miệng. Cái đó nó chỉ bị sờn ở phía ngoài một chút xíu nha mọi người, về cơ bản ha. Đây bên trong này rất là sạch đẹp ha. Này thương hiệu Vicotta nè. Vicotta ha, dập nổi cho một cái miếng đồng nó còn sáng bóng ha. Đây. Đây. Lớp vải sạch đẹp ha mọi người ha, lớp vải sạch đẹp. Lớp vải sạch đẹp ha, lớp vải cái thương hiệu Vicotta luôn. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là, mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã nha mọi người ha. Một tám chín tám sách tay Vicotta 220k, 1898 220k. Và kế đến là một cái lớp cầm tay nam. Lớp cầm tay nam đây nha. Lớp cầm tay nam như thế này, cái độ mới trên 80%, da thật 100%, khoen khóa thì nó bị oxy hóa một chút xíu thôi. Cái kích thước của nó là bề ngang, bề ngang là 24 ha, chiều cao của nó là 20, cái bề dày của nó là 6, bề dày của nó là 6. Đây cái thương hiệu của nó đây, Catin ha, lớp nam. Bề ngoài nó có một cái ngăn lót sạch đẹp ha, sạch đẹp. Và đây nó có một cái ngăn nữa ha, và có một cái đồ để mình treo ha, mình treo có thể treo xe đạp rồi đó. Đây một cái ngăn ha, bên trong sạch đẹp ha, bên trong lót da sạch đẹp nha. Và đây có một cái ngăn nữa ha, lót sạch đẹp. Và đây có một cái ngăn ha, bên trong là lót da nha mọi người ha, lót da rất là ok ha, lót da đây. Và chỗ này thì lót vải nha, lót vải ha. Hai chỗ này thì da, có một cái ngăn nữa ha. Đây chỗ này mình có thể để ATM được nè, ATM một ngăn thứ nhất nè, ngăn thứ hai, và đây là ngăn thứ ba ha. Có nhiều ngăn. Mình thích con này thì lên giùm em cái mã 1515 420k lết nam, 1515 ha. Độ mới trên 80%. Khoen khóa thì nó bị oxy hóa một chút xíu thôi. Nó bị oxy hóa một chút xíu như vậy thôi. Chứ thật ra nó còn đẹp nha mọi người ha. 420 thôi, 1515. Và cái đến là một cái sách tay. Sách tay màu đỏ mận ha, sách tay màu đỏ mận. Cái kích thước con này bề ngang 33, cao 30, cái bề dày của nó 14, bề dày của nó 14 ha. Cái thương hiệu nữa đây, thương hiệu nó ha, Peter ha, người Peter dập nổi lên đây ha. Cái độ mới của nó cỡ khoảng tầm 90%, màu đỏ mận ha. Đó, màu đỏ mận ha. Rất là đẹp, khoen khóa còn ok ha. Khoen khóa còn ok, sáng bóng nha. Đây sáng bóng nè. Bên ngoài nó có một cái ngăn ha, một cái ngăn ở phía đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn thứ nhất. Và đây một cái ngăn này ha, một cái ngăn này phía ngoài ha, phía ngoài đó ha, một cái ngăn phía ngoài đây sạch đẹp nha. Ngăn này mình có thể để một đồ vật nhỏ nhỏ ha. Cái kích thước của cái ngăn này nó cỡ tầm 18 ha, 18. Và bên trong nó đây,
Bên trong nó thì mình sẽ mở ra như thế này nha, thì nó sẽ ra được. Bên trong là lót vải nha, sạch đẹp nha mọi người. Đây, lót vải sạch đẹp ha. Được hai ngăn đây. Và một cái ngăn đây ha, một cái ngăn bự đây. Và đây một cái ngăn nữa ha. Và đây một cái ngăn nữa ha. Lưu ý là ngay chỗ này ha, nó bị mất một cái khóa kéo này nha mọi người ha. Cái thương hiệu Better của nó đây. Cái khóa kéo này thì sử dụng vẫn được vô tư nha mọi người ha. Nó bị mất một khóa kéo chỗ cái ngăn nhỏ nhỏ ha. Bên trong chắc bên trong thôi nha mọi người. Nó lót vải thì rất là sạch đẹp ha. Bên trong nó mất một cái khóa kéo thôi. Nhưng sử dụng vẫn ok nha mọi người ha. Mọi người thích con này thì lên nhảy một cái mạng ha. Cho nhiều em một cái mã là 1896 ha, 1896 350k. Xách tay đỡ mặn to ha. Và kế đến là một cái xách tay màu đen nha. Xách tay màu đen có kèm theo khóa đây ha. Và kích thước của con này tay màu này rất là to ha, mình có thể xách tay và đeo chéo được luôn nha, đeo vai. Kích thước con này bề ngang là 35, cao của nó là 26 ha, cái bề dày của nó là 12, bề dày của nó là 12. Đây, da của nó là rất là êm nha mọi người ha, da full run đẹp nha mọi người ha, chất lượng mới khoảng 90%. Cái khóa còn ok, chỗ này nó bị oxy hóa nhẹ một chút xíu là do cái này nó thấy nha, oxy hóa nhẹ thôi. Chứ nó vẫn còn vàng tươi nha ha. Thương hiệu là Capsi ha. Đó, mọi người thấy rất là đẹp ha, khóa. Cái này rất là đẹp luôn á. Mình xách tay ha, mình đeo vai đều được ha. Cái độ mới trên 90%. Đây có một cái ngăn ha, một cái ngăn phía ngoài và bên trong. Bên trong mình đựng được rất nhiều đồ nha mọi người ha. Đây, bên trong cái thương hiệu Capsi ha, Capsi. Dập nổi lên một cái miếng đồng á, vàng bóng luôn. Khóa đồng, ok. Có một cái ngăn nhỏ đây ha. Ngăn nhỏ sạch đẹp ha, bên trong lót vải sạch đẹp. Và đây có một cái ngăn nữa ha, hai cái ngăn đẹp nha mọi người ha, rất là đẹp đó ha, rất là đẹp nha. Và mình thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. Lên giùm em một cái mã xách tay Capsi. Mã là 1874 650k ha. Da rất là đẹp luôn. Da rất là đẹp. Độ mới trên 90%. Và kế đến là một cái này là bút, dạng bút két nha mọi người ha. Bút két. Này sách này đeo vai nha mọi người, đeo chéo vai ha, đeo chéo vai. Cái độ mới là trên 80%, da dày bịch ha, da dày nha mọi người. Bề ngang là 25, cao là 28 ha. Cái bề dày của nó là khoảng cỡ 9 ha. Dày nó khoảng cỡ 9. Da rất là đẹp nha mọi người ha, da đẹp ha. Da nguyên miếng ha. Đó ha, da nguyên miếng. Và cái đeo chéo
cái dây đeo chéo cũng rất là ok luôn ha, rất là dày ha, đó ha, đẹp nha mọi người, màu nâu. Bên trong ha, bên trong lót vỏ sạch đẹp ha, đây có một cái ngăn. Cái thương hiệu nó đây ha, thương hiệu nó đây, lót vải ha, lót vải sạch đẹp, đây có một cái ngăn hết đây, da rất là dày nha mọi người ha, da giống như da nguyên miếng vậy đó, độ mới trên 80%. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha, 1798 530k ha, búa két chéo Ronia LED ha. Này mình để vừa một một bộ đồ ha, một bộ đồ với điện thoại bắp tiền vô tư nha mọi người ha. Này đeo chéo rất là chắc. Và kế đến là một cái xách tay màu xanh ha, xách tay màu xanh. Màu xanh này giống như là xanh đột chuối gì đó, nó đậm hơn một tí xíu. Kích thước là bề ngang, bề ngang là 33, cao là 23, cái bề dày của nó là 13. Bề ngoài nó có hai cái ngăn, một ngăn thứ nhất đây, cái này da thật 100% nha mọi người. Thay da của nó đây rất là mềm mịn á, da thật nha mọi người ha. Da thì rất là mềm mịn luôn ha. Vải thì cũng rất là mềm mịn ha. Nè mọi người thấy không? Da rất là mềm mịn mà xanh đập chuối ha. Bề ngang của nó là 33, cao 22, cái bề dày là khoảng 13 ha, bề dày khoảng 13. Bên trong đây, đi vào bên trong ha cho mọi người xem, rất là đẹp nha mọi người ha. Đây bên trong lót vải sạch sẽ ha, mới ha, đẹp nha mọi người, độ mới trên 85%. Có một cái ngăn đây, một ngăn đây ha, và đây là lót vải của nó đây, sạch đẹp nha mọi người. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. Xách tay xanh cổ vịt ha, 1810 420 nha. Tay này rất là đẹp luôn mọi người ha. Mình có thể xách như thế này ha, hoặc là xách dạng dày ha. Nay mình đoạn ra là mình xách rất là đẹp luôn á. Này rất là đẹp nha mọi người ha. Độ mới cao. Và kế đó là một cái con con chéo ha, màu này là màu màu đỏ đỏ đô ha, màu đỏ nha mọi người ha, màu giống như màu cam vậy đó. Cái kích thước con này bề ngang là 32, cao là 25, cái bề dày của nó là 12, bề dày của nó là 12. Đây ha, mình sẽ mở ra như thế này. Và đây có một cái ngăn, một cái ngăn phía sau ha, lớp vải sạch đẹp, khen khóa còn ok đây, khen khóa còn rất là ok. Và đây có một cái ngăn nữa ha, một cái ngăn phía bên trong đây thì khen khóa còn rất là ok nè ha, này nữa còn sáng bóng luôn. Nhưng phía bên trong đây lưu ý là do chỗ này ha, chỗ này nó bị cái kiện nó bị lem màu qua ha, bị lem màu qua. Độ mới thì trên 80%.
Đây bên trong ha, sạch đẹp ha, thấy thương hiệu của nó đây, Benny ha. Và đây có một cái ngăn, một cái ngăn thứ nhất nè, và đây ngăn thứ hai ha. Đây có hai cái mình tay như thế này ha, hoặc là mình đeo chéo đều được ha. Có một cái khóa kéo miệng ở giữa nó ha. Anh lại thích con này lên giùm em một cái mã ha. Độ mới ha, độ mới trên 80%. Lên giùm em cái mã 1789 nha, 590k ha. Xách tay chắc màu đỏ ha. Và kế đến là một cái xách tay màu đen. Xách tay màu đen. Da full ring ha. Da rất là chắc, rất là đẹp ha. Và chắc chắn ha. Độ mới trên 90%. Kích thước con này bề ngang, ngang là 28 ha, ngang 28. Ngang 28 cao 24 ha. Cái bề dày của nó là 13. Bề ngoài nó có một cái ngăn. Bề ngoài có một cái ngăn nhỏ, đinh ốc còn sáng bóng, rất là ok ha, đinh ốc đây. Rất là đẹp nha mọi người ha. Độ mới trên 90%. Bên trong, bên trong là lót vải sạch đẹp nha, lót vải sạch đẹp. Và đây nó có một cái ngăn nữa ha, một cái ngăn nữa đây, còn rất là ok. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1793, 490k, xách tay đen đẹp. Và cái đó là một cái xách tay đen mini ha, xách tay đen mini như thế này ha, để dự một cái điện thoại nha mọi người ha, rất là đẹp nha. Kích thước ha, ngang 22, cao 14 ha. Cái bề dày của nó là 5. Bề dày của nó là 5 ha. Độ mới trên 80% ha. Vân tâm ha. Đó, như thế này. Mình xách tay như thế này để dùng một cái điện thoại ha, để mình đi tiệc được ha. Khen phát còn ok. Đây là bên trong ha. Bên trong lót vải sạch đẹp nha mọi người ha. Bên trong còn có một cái ngăn nữa như thế này ha. Cái ngăn nữa như thế này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Khuyên khóa còn ok. Xách tay như thế này. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã 1522, 320k ha. Xách tay đen mini. Và cái đó là một cái xách tay ha, sô cô la như thế này ha, tay sô cô la. Kích thước con này bề ngang là 30, cao 17 ha, cái bề dày của nó là 18. Độ mới trên 90%. Đường may rất là tinh tế ha. Này mình có thể đeo file, đeo vai và xách tay đều được nha mọi người ha.
phen khóa còn sáng bóng ha, phen khóa còn sáng bóng. Bên trong là lót vải sạch đẹp nha mọi người ha. Bên trong lót vải sạch đẹp, cái thương hiệu nó dập nổi trên một cái miếng da đây ha. Antenna Aiger nè. Đó. Bên trong lót vải ha. Bên trong đây là lót vải sạch đẹp nha mọi người. Phen khóa này vàng ươm. Có cái một miếng vải, có lót vải nha, sạch đẹp. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1797 ha, 1797 580k ha. Kích thước con này bề ngang là 31, cao là 17 ha, cái bề dày của nó là 16. Và kế đến là một cái đeo chéo sô-cô-la. Đeo chéo và xách tay ha. Ổ này đeo vai ha. Đeo vai và xách tay. Đeo vai và xách tay sô-cô-la. Cái này là foam đứng nha mọi người. Độ mới trên 80%. Ngang 27 ha. Cao 19. Cái bề dày của nó là 10, bây giờ của nó là 10 ha. Mình sẽ nhấn cái nút ha, khoan khóa thì nó bị oxy quá một chút xíu ha, mình nhấn cái nút thì nó sẽ mở ra ha. Mở ra cái này là hai nắp ha. Đây ha, cái thương hiệu nó đây. Hayrico ha. Một cái ngăn thứ nhất đây. Một cái ngăn thứ hai và ngăn thứ ba ha. Ngăn thứ ba. Và phía sau có một ngăn đây ha, sạch đẹp nha, lót sạch đẹp. Và ở đây một ngăn nữa ha, lót sạch đẹp, da dày bịch, ở da rất là dày nha mọi người ha. Mọi người thích cái con này thì lên giùm em một cái mã. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1516 420k nha mọi người ha. 420k 1516 ha. Rất là đẹp nha, màu sô cô la. Và cái đó là một cái đeo vai ha. Bề ngang màu đen, bề ngang là 10-25, cao là 20 ha. Cái bề dày của nó là 10-11, bề dày của nó là 11. Độ mới trên 75% ha. Phía sau ha, cái này nó bị chóc một miếng ha, nó bị oxy hóa một miếng ha. Đó, chỗ này ha. Phía sau nó có bị một cái ngăn, nó có một cái ngăn ha, da này dày nha mọi người. Này mình mở lên ha, mở lên. Này là bên trong. Độ mới trên 75%. Này bên trong có một ngăn thứ nhất đây. Có một ngăn thứ nhất ha, và đây là ngăn thứ hai. Và đây là ngăn thứ ba nha mọi người ha. Và đây ngăn thứ ba. Nó có một cái chỗ đây ha, một cái chỗ đây để mình khóa, mình kéo miệng lại ha. Và cái thương hiệu nó đây. Made in Canada nha mọi người ha. Made in Canada.
Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1566 390k ha, 1566 390k. Và kế đến, và kế đến là một cái tiêu chéo ha, tiêu chéo như thế này ha, đẹp nha mọi người ha. Và kích thước của cái đeo, kích thước cái sách tay này, cái sách tay bề ngang là 30, cao là 18 ha, cái bề dày của nó là 15, bề dày nó là 15. Bề ngoài nó có một cái ngăn. Bên ngoài nó có một cái ngăn lót sạch đẹp hết mọi người, lót sạch đẹp. Và bên trong, bên trong có một cái ngăn kéo ha, lót sạch đẹp. Và đây là lót sạch đẹp nha mọi người ha, bên trong nó rất là sạch đẹp nha mọi người. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã nha mọi người ha. Lên giùm em một cái mã là 1804 390k ha, 1804 390k. Và kế đến là một cái túi đeo chéo ha, túi đeo chéo. Cái này da rất là mềm mịn nha mọi người. Bề ngang là 24, cao là 20, cái bề dày của nó là 8, bề dày của nó là 8. Đây, có một cái ngăn, có một cái ngăn thứ nhất đây. Da độ mới trên 85% ha mọi người ha, 85%, da rất là ok ha, dày mịn đẹp ha nha mọi người, trên 90%. Có một cái ngăn thứ nhất ha, cái này là hiệu bia kẹt đi nha mọi người. Đây ha, đây thì nó bị oxy hóa một chút xíu, khoen khóa hiệu ok, dập nổi trên một cái hiệu nó luôn, bia kẹt đi. Và phía sau nó có một cái ngăn ha, lót sạch đẹp nha mọi người. Này là bên trong ha, bên trong có thương hiệu nè, Pierre Cardin nè, đó Pierre Cardin Paris ha, Pierre Cardin Paris. Và có một cái ngăn, ngăn thứ nhất đây, và đây là ngăn thứ hai ha, ngăn thứ hai sạch đẹp ha. Và đây có hai ngăn nhỏ nữa ha, rất là sạch đẹp ha. Mọi người thích con này ha, con này rất là đẹp nha mọi người ha. Nói như thế này, nó ở trên đây nó có một cái tô rua luôn nè. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1794 390k ha, 1794 390k. Và kế đến là một cái sách tay màu xanh. Kích thước con này bề ngang 27 ha, cao 19 ha, cái bề dày của nó là 14 ha. Đây có một cái ngăn đầu tiên ở đây ha, ngăn đầu tiên này là ngăn bên trong, đây là một cái ngăn
À, cái này không có ngăn mọi người, cái này nó làm kiểu thôi. Và ở đây, bên đây nó có một cái ngăn nha, bên đây có một cái ngăn. Và phía bên đây ha, phía bên đây thì là phía bên trong là một cái ngăn bự nhất của mình đây. Ngăn bự nhất ha, ngăn bự nhất. Đây, lót sạch đẹp nha mọi người, da thật 100%. Độ mới trên 90%. Và có một cái ngăn nhỏ đây ha. Được một ngăn bự, một ngăn nhỏ ha. Và ở đây được hai ngăn nhỏ ha. Da rất là đẹp nha mọi người. Màu xanh, xanh coban. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã. Túi này mình có thể xách tay như thế này ha, và đeo chéo đi tiệc được, rất là ok nha mọi người ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một mã là 1784 ha, 1784 350k. 1784 350k nha mọi người ha. Và cái đến là một cái chéo chéo này rất là chắc nha, màu nâu, kích thước là 30 ngang 30, cao lên là 18 ha. Cái bề dày của nó là 13, bề dày của nó là 13. Cái thương hiệu đây, thương hiệu Dixona ha, thương hiệu Dixona. Cái độ mới trên 90% ha, rất là chắc nha mọi người ha. Đây, có da rất là ok ha, da rất là dày nè, da dày ha, mềm mịn ha. Và bên trong lót vải ấy ha, lót vải cái thương hiệu của nó luôn, rất là sạch đẹp. Một ngăn, và đây được hai ngăn, đây một ngăn ha, một ngăn, hai ngăn, và đây là ngăn thứ ba. Cái thương hiệu ha, Italy nha, Dixon của Italy, dập nè, Dixon của Italy ha. Và đây có một cái ngăn kéo nữa ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1871 ha, 350k ha, 1871 350k, chéo nâu Dixona ha. Và cái đến là một cái chéo ha, cái chéo, cái này là rất là nhiều màu sắc ha, rất màu sắc. Cái này mình sẽ xách tay ha nha mọi người ha. Này là da thật 100%, ghép mèo miếng da với nhau ha. Kích thước con này bề ngang là 32, cao là 20 ha. Cái bề dày của nó là 14, dày của nó là 14 ha. Độ mới trên 85% ha, nó bị dơ đây một xíu thôi. Rất là đẹp ha, rất là nhiều màu sắc, đi rất là chất. Khoen khóa thì nó bị oxy hóa một chút xíu thôi, đây oxy hóa một chút xíu ha, rất là đẹp nha mọi người ha. Và đây bên trong của nó ha, bên trong của nó đây ha, bên trong của nó là lót vải ha, rất là sạch đẹp. Và đây là ngăn kéo ha, ngăn kéo thì nó nhỏ ha, để nhục ít đồ ở trong ha. Và mọi người thích con này thì đến giùm em một cái mã.
Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1609 ha, 390k ha, 1609, 390k. Và cái đến là một cái xách tay màu đen, ngang 33, cao 22, cái bề dày dưới đáy của nó là 16 ha. Cái thương hiệu đây, thương hiệu đây, độ mới là trên 80%. Ok ha. Và đây phía sau á, phía sau nó có một ngăn lót vải sạch đẹp ha. Xách tay này màu đen nha mọi người ha. Bên trong cái thương hiệu nữa đây ha, thương hiệu đây. Và được có một ngăn. Đây một ngăn thứ nhất ha, ngăn thứ hai. Và đây có một cái khóa kéo miệng ha. Kéo miệng đây ha. Ngăn thứ ba. Và đây được một hai ngăn nữa ha. Rất là đẹp nha mọi người. Lót vải ha, đây là lót vải sạch đẹp nè ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 6 tay đen phối đẹp ha, 1872 430k ha. Xách tay đen phối đẹp 82 430. Và kế đến là một cái con xách tay và đeo vai màu nâu ha. Đây một con xách tay và đeo chéo được nha mọi người, đeo chéo màu nâu, da thật 100%, bề ngang là 29, cao là 21 ha. Cái bề dày của nó là 10. Bây giờ cái nó đây có một cái ngăn này lót vải ha, lót vải sạch đẹp, một ngăn thứ nhất. Này là một cái ngăn bên trong ha, ngăn bên trong mình đựng một ít đồ được đó mọi người. Ngăn bên trong lót vải sạch đẹp. Đây có một cái ngăn ha, có khóa kéo miệng. Cái thương hiệu dập nổi lên luôn, dập nổi ở trên cái khóa luôn ha. Đây. Và đây một ngăn thứ nhất ha. Đây là ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai, đi ngăn thứ ba ha. Đây là cái thương hiệu nữa đây. Ha. Thương hiệu. Và có một cái ngăn kéo ha. Ngăn kéo này thì mình để một ít đồ được ha, ít đồ nhỏ nhỏ chìa khóa rồi á. Thì mình thích con này á thì mình lên giùm em một cái mã là xách tay bò 1897 ha, xách tay bò 1897, 250k ha. Và kế đến là một cái con chéo mọc voi ha, chéo mọc voi kích thước là 31, cao 30, 23, cái bề dày của nó là 9 ha, bề dày của nó là 9. Bề ngoài thì cái độ mới trên 80% ha, chéo mọc cho nên là nó da nguyên miếng nha mọi người, nó ha, da của nó nè rất là dày ha. Này là ngăn ngoài ha, bề ngoài là phối hai con voi ha, hai con voi. Đây là cũng hai con voi ha, một rất là đẹp nha mọi người ha, độ mới trên 80% nè, da của nó là dày bịch nguyên miếng luôn nè. Đây bên trong của nó đây ha, sạch đẹp nha mọi người ha, bên trong là sạch đẹp. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1502 nha, 1502 690k ha, 1502 690k. Rất là đẹp nha mọi người ha, này đeo chéo rất là chất. Và kế đến là một cái xách tay ha,
ngang 25, cao 15. Cái bề dày của nó là 10 ha, bề dày của nó là 10. Cái này độ mới là trên 90% ha. Da rất là ok ha, rất là dày ha. Này mình có thể xách tay ha, xách tay và đeo vai. Xách tay và đeo vai rất là ok luôn ha. Bên đây là màu đỏ ha, hai bên màu đỏ. Đây màu trắng ha. Và sau màu đen. Khoen khóa còn rất là ok, sáng bóng ha. Đây có một cái ngăn lót vải sạch đẹp. Đây, bên trong. Bên trong cũng sạch đẹp luôn ha. Bên trong sạch đẹp ha. Và đây cũng sạch đẹp nha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1899 nha, 1899, 390k ha, chéo phối lạ nha mọi người, 1899. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Cô chú anh thị thích sản phẩm nào thì cứ vui lòng inbox trực tiếp cho em cái sản phẩm đó. Và mọi người chuyển khoản trước thì em miễn phí ship. Cứ gọi điện trực tiếp cho em qua Zalo ha, qua Zalo, qua số điện thoại ha, nhắn tin qua Zalo. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video này. Tạm biệt cô chú anh chị.